xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị khán giả thân yêu đang đến với một chương trình được yêu thích nhất, được nhiều người chờ đợi nhất và nhiều người đăng ký tham gia nhất, chương trình Thường Lửa. Ví điện tử Momo, siêu ứng dụng thanh toán số 1 Việt Nam. Tải ví Momo, nhập ví Momo, nhận ngày 500.000 đồng. Với giải thưởng giành được từ chương trình Tường Lửa, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và Á hậu Phương Nga đã quyên góp tất cả để xây dựng giếng khoan cho các em học sinh tại hai trường tiểu học Tân Thượng ở thôn 3, xã Tân Thượng, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Trường tiểu học Tân Thượng chúng tôi á có hai điểm trường, đó là điểm trường thôn 1, thôn 2. Thì đây là những cái điểm trường lẻ. Các điểm trường này không có giếng nước. Và phụ huynh ở đây là rất là nhiệt tình và sẵn sàng mỗi sáng xuất nước cho các em để phục vụ cái việc là trang trải nước với em, là đảm bảo nước vệ sinh cho các em. Chúng tôi tập trung làm cả ngày cả đêm, thời gian gấp rút để cho các em vào khai giảng, cố gắng là 15 ngày sẽ xong. Được đón tiếp hai người đẹp với tấm lòng thiện nguyện cao cả, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và Á hậu Bùi Phương Nga cùng ekip chương trình Game Show Tường Lửa. Và ngày hôm nay thì chiếc giếng đã được xây xong và ngày hôm nay thì Linh cũng rất là vui khi mà được có mặt tại đây để có thể tận tay trao chiếc giếng này cho các thầy các cô nhà trường và các em học sinh ở đây. Và hy vọng chiếc giếng này sẽ có thể giúp cho phần nào cuộc sống của các em cũng như là công việc học tập diễn ra một cách thuận lợi hơn, cũng như là các thầy cô giáo sẽ không còn phải lo về việc là phải đi xin nước của những hộ dân xung quanh nữa. Và hy vọng rằng là các thầy cô cũng như là các em sẽ có một năm mới thật là học tập thật là tiến bộ, đúng không ạ? Và rất thật nhiều thành công cũng như là niềm vui. Hôm nay thì bản thân tôi rất là vui mừng khi nhận được một chiếc giếng khoan, thì rất là chân thành cảm ơn tấm lòng thiện nguyện của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cũng như Á hậu Phương Nga. Con rất vui khi có nước xài trong năm học mới. Con rất cảm ơn chương trình Tường Lửa đã cho con một cái giếng nước để xài, có nước để sinh hoạt. Bọn con hứa sẽ học thật giỏi. Cảm ơn chương trình Tường Lửa. Xin chào mừng toàn thể quý vị khán giả thân yêu đang đến với chương trình có bức tường cao nhất hiện nay, chương trình Tường Lửa. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn ví điện tử Momo, siêu ứng dụng thanh toán số 1 Việt Nam đã đồng hành cùng chương trình. Ngày hôm nay chúng tôi mang đến cho quý vị hai người chơi mỏng manh, rất là xinh đẹp và quyến rũ. Họ đến từ thủ đô Hà Nội. Đó chính là Hoàng Yến Chibi và Thùy Anh. Ôi trời ơi, ôi trời ơi. Đấy, đấy, ôi giời. Thưa quý vị, không hẹn mà gặp. Mình có một sự tương đồng trời nhẹ ơi, đấy hôm này. Hôm nay em thấy ra chương trình á, em còn chưa cần biết là như thế nào, nhưng mà em đã thấy ra chương trình đẹp rồi, chưa cần biết là hay hay không. Đẹp. Chương trình là phải hay chứ em. Đã, ý là bây giờ bắt đầu có em là thêm hay nè anh. Ờ, có một mình Yến là Yến, có một mình Yến là Yến. Có cả Thùy Anh nữa. Cái gam màu là nhẹ nhàng. Vâng. Phù hợp với màu chủ đạo của chương trình. Đúng rồi. À, mình vừa ở đây, mình vừa nổi bật, chương trình cũng vừa nổi bật luôn, đúng không? Em phải nói thật nha anh nhá, em chưa đứng được ở một cái sân khấu nào mà cái game show nào mà nó to như thế này, cái to sân khấu. Lồ. Siêu to khổng lồ. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chưa gì mình đã cảm giác là mình trúng được rất là nhiều á. Bọn em hợp nhau không? Anh thấy bọn em hợp nhau không? Hợp, chưa nói chuyện là đã thấy hợp rồi. Đấy. Rồi, mời hai bạn vào vị trí. Vâng, cảm ơn anh. Chúng ta sẽ biết thêm vì sao họ đến đây. Xin mời. Xin chào tất cả mọi người, mình là Hoàng Yến và đây là Thùy Anh. Hôm nay Yến và Thùy Anh rất vui được đến với Tường Lửa. Đầu óc thì chẳng lẽ mình lại nhận là mình không có đầu óc đúng không? Mình nghĩ là về phần kiến thức thì nó rất là rộng lớn bao la, thế nên là sẽ có những cái kiến thức mà mình biết, nhưng sẽ có những cái kiến thức mà mình chưa được cập nhật. Đối với Yến thì đầu óc thì có hạn, nhưng mà may mắn thì chắc là có thừa đấy. 6 tỷ! 6 tỷ á? Tiêu quá! Wow!
Yến thì Yến đang có một dự định, đó chính là mua một chiếc máy chiếu cho mái ấm Phúc Lâm ở dưới Biên Hòa. Tất nhiên là mình cũng sẽ muốn làm từ thiện rồi. Thì may mắn gần đây là mình biết chị Băng Di á, chị đang tổ chức, chị đang làm một cái từ thiện là bán cơm 2.000 đồng cho các cô chú cũng như là những người công nhân hoặc là không có điều kiện. Mình cũng muốn là vừa có thể đóng góp công sức của mình như là đến làm tình nguyện viên, đến để chia cơm cho mọi người, hoặc mình có khả năng thì mình sẽ đóng góp vào chi phí để có thể hoạt động được. Chúng tôi sẽ cùng vượt qua tường lửa. Ngày hôm nay chúng ta đến với chương trình này thoải mái vì kiến thức nó cũng bao la, rộng lớn. Nhưng mà ở vòng 1 thì hy vọng là nó sẽ dễ dàng hơn chúng ta một tí. Vâng. Nhá. Luật chơi vòng 1. Tại vòng 1, 5 câu hỏi sẽ có 2 phương án lựa chọn ở mỗi câu. Có 3 quả bóng được đặt cố định ở vị trí số 1, số 4 và số 7. Khi bóng rơi, hai người chơi phải cùng chạm tay vào phương án A hoặc B. Thời gian trả lời kết thúc khi quả bóng đầu tiên chạm đáy. Tổng số tiền của 3 ô mà bóng rơi vào sẽ được hệ thống ghi nhận. Nếu trả lời đúng, bức tường chuyển màu xanh, tiền sẽ được cộng thêm vào tài khoản của người chơi. Nếu trả lời sai, bức tường chuyển màu đỏ, tài khoản sẽ bị trừ đi số tiền tương đương nhưng không tính giá trị âm. Câu đầu tiên, mời nhìn lên tường lửa. Chiếc khăn quấn trên đầu của nghệ sĩ hát Quan Họ Bắc Ninh có tên là gì? A. Khăn mỏ quạ và B. Khăn mỏ cò. Mời bóng rơi. A. Khăn mỏ quạ. A. Em tin Yến. Yeah. Quá dữ dội, quá dữ dội. Câu đầu tiên 12 triệu rưỡi anh? Chưa biết đúng hay sai. 12 triệu 500 nghìn đồng. Wow. 5 triệu đồng và 5 nghìn đồng. Tức là gì? Nếu chính xác ở câu này chúng ta mang về 17 triệu 505 nghìn đồng. Đáp án của chương trình là chính xác. Các bạn được cộng vào tài khoản số tiền là 17 triệu 505 nghìn đồng. Đầu xuôi đuôi lọt. Đầu xuôi đuôi lọt. Câu số 1 là đơn giản. Bây giờ chúng ta đến câu số 2. Thưa quý vị, trước khi đến với câu thứ 2 chúng ta cùng giải lao trong giải lao. Gái mà không biết bộ này thì đúng nói làm rồi. Gì nữa. Gái nào cũng mơ ước mà. Dạ. Ai trong đời cũng mơ ước được trở thành nàng Bạch Tuyết một lần. Lá trắng, môi đỏ. Thưa quý vị, chúng ta đang trở lại với câu số 2. Mời nhìn lên tường lửa. Hãy nhìn bức tranh của chúng tôi. Trò chơi dân gian nào được mô tả ở trong bức tranh? A. Thảy gạch và B là ô ăn quan. Mời bóng rơi. Chưa xong 12. Ghét ghê. Tại vì sao? Hai quả bóng nó đụng ngay đó. Nó cạch nhau ngay đấy. Dạ. Chứ không là đã vào một quả đấy rồi. Thế là em được có 1.000 hả? 1.000, 2.000. Và 2 ô 1.000, tức là 12.000 đồng sẽ cộng vào tài khoản nếu chúng ta chính xác. Chính xác. Số tiền vẫn tăng lên dù không nhiều. Số tiền hiện tại là 17.517.000 đồng. Và câu tiếp theo là câu số 3 và câu hỏi của chương trình. Mời nhìn lên tường lửa. Đây là trang phục của nàng công chúa nào thuộc hãng phim Walt Disney? A. Bạch Tuyết. B. Lọ Lem. Mời bóng rơi. A. Bạch Tuyết. Em nào Bạch Tuyết. Gì á? 2.502.000 đồng sẽ được cộng vào tài khoản nếu chính xác. Gái mà không biết bộ này thì đúng nói rồi. Làm gì nữa? Gái nào cũng mơ ước mà. Dạ. Ai trong đời cũng mơ ước được trở thành nàng Bạch Tuyết một lần. Da trắng, môi đỏ. Đáp án của chương trình là chính xác. Số tiền hiện tại đã được cộng thêm lên đến con số 20.019.000 đồng. 20.019.000. Ở vòng đầu tiên có vẻ như câu hỏi nó thuận lợi với nghề nghiệp của mình hơn đúng không? Vâng. Bởi vì mình diễn viên, mình ca sĩ. Bây giờ là câu số 4. Mời nhìn lên tường nữa. Dù đi những niềm đau, rồi ta sẽ ra sao? Ngồi bên nhau nhưng vẫn thấy cô đơn biết bao. Ca khúc này được sử dụng trong bộ phim điện ảnh nào?
A 100 ngày bên em và B là cua lại vợ bầu. Mời bóng rơi. Cua lại vợ bầu hay sao á? Cua lại vợ bầu đây ạ. Ê ê ê ê ê ê ê ê ê. Ôi 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 ôi. Ôi. Đây. Được đấy, được đấy. Em nhá. Em đảm bảo với anh 12.500.000 đồng. Em mà có chiều cao nhá thì cái quả bóng này lúc nào nó cũng vào cái ô 12.500.000. Thò tay đẩy vào gì? Lúc nào cũng sẽ là như vậy. Chẳng qua là em hơi lùn thôi. Không sao, mình cũng được 10.000.000 nè, 7.500.000 nè. Đáp án của chương trình là... Chính xác. Số tiền hiện tại là... Wow. 32.519.000 đồng. Bây giờ là câu hỏi thứ 5, câu hỏi cuối cùng ở vòng đầu tiên. Mời nhìn lên tường lửa. Điều xe có từ bao giờ mà vẫn mê say như thuở nhỏ. Đây là điệu múa truyền thống của dân tộc nào? A Mường, B Thái. Mời bóng rơi. Dân tộc Thái, chắc chắn là dân tộc Thái. 2.500.000 đồng, 10.000.000 đồng. Cái là ý như rằng là nó ở ngay 12.500.000. Quá dữ dội. Hiện tại là 25.000.000 đồng. Đáp án của chương trình là... Chính xác. 25.000.000. Thưa quý vị, sau 5 câu hỏi của vòng 1, đây cũng là một cặp đôi chính xác hoàn toàn 5 câu. Tự hào lên, tự hào lên, tự hào lên. Số tiền sau vòng 1 là 57.519.000 đồng. Rất cao. Hơn 50.000.000 là một số tiền không nhỏ. Vâng. Và bây giờ một người phải vào phòng băng và một người ở lại. Căn phòng băng hả anh? Đúng vậy. Nó có lạnh không ạ? Lạnh. Thì thôi thì anh vào nha, tại vì mặc áo nó ấm hơn á, sợ Yến vào bị lạnh. Thế thôi không. Chứ thực ra là vì này, thế thôi. Ở trong đấy quan trọng lắm đấy nhá. Và em sẽ để... Em sẽ vào vì em mặc áo khoác. Yến ở lại và Thùy Anh vào, xin mời. Bảo trọng, bảo trọng. Đúng là nhà băng lạnh quá. Không có ai luôn hả? Như vậy là Thùy Anh đã vào bên trong. Thưa quý vị, chúng ta tạm nghỉ vài phút để bước vào một cuộc chơi mới. Gặp gỡ Hoàng Yến Chibi tại vòng 2 chương trình Tường Lửa. Em thấy số 37 cũng ok đấy. Cho em chọn số 7 ạ. 3 với 7 là 10 dạ. Là bù. 10 là 10 điểm chứ anh, 10 là bù gì? Kính thưa quý vị thân mến, Hoàng Yến Chibi đang đến với vòng 2 của chương trình Tường Lửa. Trước khi đối mặt với các câu hỏi, người ở sân khấu sẽ chọn vị trí và thả cùng lúc 2 quả bóng xanh tạm ứng tiền. Tổng số tiền sẽ ngay lập tức cộng thẳng vào tài khoản. Người trong phòng băng phải trả lời 3 câu hỏi, mỗi câu hỏi gồm 3 phương án lựa chọn. Ở mỗi câu hỏi, trước khi người trong phòng băng trả lời, người ở sân khấu sẽ chọn một vị trí thả bóng. Tại câu hỏi số 2, người chơi có quyền chọn nhân đôi số bóng sẽ thả. Ở câu hỏi số 3, có quyền nhân 3 số bóng. Nếu trả lời đúng, bức tường chuyển màu xanh, tiền sẽ cộng vào tài khoản. Nếu trả lời sai thì ngược lại, tường chuyển màu đỏ, tài khoản sẽ bị trừ đi số tiền tương ứng. Cuối vòng 2, tại đúng vị trí đã thả 2 quả bóng tạm ứng, người chơi sẽ phải thả 2 quả bóng đỏ để bức tường thu hồi tiền. Bóng bây giờ sẽ chuyển sang màu xanh. Thấy chưa? Hay quá ha anh ơi. Cả biến. Hay ghê luôn á. Anh chỉ cần giơ tay là bóng đổi màu. Bây giờ sẽ chuyển sang màu trắng nè. Nhưng chúng ta phải dùng quả màu xanh nên phải quả màu xanh nhé. Thật sự luôn à? Anh đầu cái gì ở đâu ấy? Không có gì cả, cả biến vân tay. Bây giờ sẽ tạm ứng 2 quả màu xanh. Em sẽ chọn vị trí. Con số may mắn của em là số 8. Nhưng mà ở đây không có. Không có, thì mình chọn số 1 và số 7. Em chọn... Ôi, bóng nặng thế. Bóng em... mà. Em chọn số 3 đi ạ. Số 3. Vâng. Ui dồi, nhanh thế. Nhanh lắm em ạ. Số 5, số 7, số 6 ạ. Số 3 và số? Em thấy số 37 cũng ok đấy. Cho em chọn số 7 ạ. 3 với 7 là 10 dạ. Là bù. Đúng rồi. Bù. Vị trí số 7. 10 là 10 điểm chứ anh, 10 là bù cái gì?
Thì đấy, tùy em thôi. Chuẩn bị đón nhận tiền từ chương trình. Em vào dáng. Vào dáng. Mời bóng rơi. Trời ơi. 50 triệu đồng. 50 triệu. 50 triệu là rất nhiều. Rất nhiều rồi. Số tiền hiện tại đang có, mở mắt ra không phải bình thường. Xin mời. 107.524.000 đồng. Bây giờ giữ được số tiền và làm cho số tiền càng ngày càng lớn lên mới là điều khó. Câu đầu tiên sẽ có 3 đáp án. Thấy chưa? Chưa anh. A là hình 1. A hình 1. B là hình 2. Và C là hình 3. Ở câu số 1 này, người chơi sẽ đặt bóng vào vị trí trước khi câu hỏi xuất hiện. Mời một quả bóng vào vị trí em muốn. Đây là câu đầu tiên. Đúng vậy. Em thì cũng chưa biết gì hết. Đúng vậy. Thùy Anh thì cũng chưa biết gì cả. Đúng vậy. Thế nên chúng ta phải thử. Đúng vậy. Thử một lần đã. Cái gì cũng phải thử mới biết. Đúng rồi anh ạ. Chúng ta sẽ chọn theo ý kiến khán giả của trường quay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quá nhiều ý kiến. Em quá sẽ chọn theo ý kiến của em. Ừ, trời, bé chơi thương kìa. Ý kiến của em đó chính là số 5. Mời. Dạ. Bây giờ sẽ xem hình gì và câu hỏi như thế nào. Xin mời. Thùy Anh cố lên. Đó, hình 1, hình 2 và hình 3. Đâu là quốc kỳ của Pháp? A, hình 1. B, hình 2. C, hình 3. Em nghĩ là câu này là Thùy Anh chắc chắn là trả lời được. Vì cô ấy đi nhiều nơi đúng không? Ôi thôi chết rồi. Sao lại cho tay lên đầu ấy này? Quốc kỳ của Pháp ở hình 2, hình 3 ta. Trời ơi, cái này mình nhớ mà. Chắc chắn không? Trời ơi. Xanh trắng đỏ. Đỏ trắng xanh. Ủa, một trong hai hình thôi. Hình số 2. Hình số 2. Đáp án cuối cùng của Thùy Anh, quốc kỳ của Pháp. Hình số 2, đó là lựa chọn của Thùy Anh. Và đáp án của chương trình là... Yeah! Quốc kỳ của Pháp ra đời năm 1789, gồm 3 dải màu xếp hàng dọc theo thứ tự lam, trắng, đỏ, tính từ chuôi cờ. Xin cảm ơn Tường Lửa. Bây giờ thì nhiệm vụ vô cùng đơn giản, chỉ chờ đợi tiền thôi. Đúng không? Tiền rơi, tiền rơi. Tiền rơi. Và bây giờ thả bóng. 125 triệu. Đúng rồi. Sao bên kia? Trời ơi. Xíu thôi là 50 triệu đồng. Rất tiếc. Em cảm thấy lẽ ra cái người mà ngồi ở trong kia nên là em. Không sao, mới câu đầu tiên, đừng bối rối. Còn rất nhiều câu. Số đúng tiền rồi. Hiện tại cộng thêm 1.000 đồng là 107.525.000 đồng. Bây giờ là câu hỏi số 2. Đáp án vẫn là 3 đáp án. A là Anh, B là Australia và C là Mỹ. Trời. Nước Anh, nước Úc và nước Mỹ. Bây giờ câu này, người thả bóng được quyền chọn 2 quả bóng. Có nghĩa là nhân đôi bóng. Nếu không chọn thì thôi. Thôi, mình chơi tới đúng không mọi người? Chọn 2 quả luôn đúng không ạ? 2 quả được không ạ? Em chơi 2 quả luôn. 2 quả bóng. Vâng. Vào vị trí nào? Thế bây giờ em nghĩ là thôi cứ thử hết đi đã nhở. Thế bây giờ em chọn số 4 đi. Số 4, xin mời. 2 quả vào vị trí số 4. Hai quả vào số 4. Thùy Anh cố lên nhá. Và câu hỏi của chương trình là gì? Xin mời. Bối cảnh trong đoạn phim trên ở đất nước nào? A, Anh. B, Australia. C là Mỹ. Hi. Gặp gỡ Thùy Anh. Yến ơi, tình hình ngoài đấy ra sao hả Yến? Trong này lạnh quá đây nè. Tình hình ở ngoài này đang rất là tình hình. Mới chỉ có được 1.000 thôi. Bối cảnh trong đoạn phim ở đất nước nào? Anh hoặc Mỹ này. Phim này là phim Xác Ướp Trở Lại. À, phim Xác Ướp Trở Lại hả? Anh hay Mỹ ta? Hay Úc nhở? Mỹ đi. Mỹ?
chốt là Mỹ. C, Mỹ. Mỹ. Đó là lựa chọn. Bạn chọn Mỹ. Lựa chọn của cô ấy. Còn em là với cái tầm nhìn của mình nhìn trên cái tường lửa này thì em thấy kiểu cổ kính ý. Em cứ nghĩ nó sẽ là anh. Đáp án của chương trình không chính xác. Ôi. Xin mời đáp án chính xác. Đáp án đúng là A, anh. Đoạn phim vừa rồi được trích trong phim Xác ướp trở lại năm 2001. Đây là một trích đoạn gia đình nhân vật chính cùng chiến đấu với bọn xác ướp trên xe buýt 2 tầng màu đỏ. Chiếc xe buýt 2 tầng màu đỏ chính là hình ảnh biểu tượng đặc trưng của thành phố London nước Anh. Cuối phim còn có hình ảnh của chiếc cầu tháp London. Vậy là phán đoán của em không có tí đúng. Nhưng người bạn của em... Bây giờ chúng ta sẽ thả hai quả bóng màu đỏ rơi vào ô nào thì trừ tiền ô đấy. Và mời bóng rơi. Ôi trời ơi, ôi trời ơi. Này. Hay quá. 11.000 đồng bị trừ đi. Chỉ 11.000 đồng bị trừ đi. Và số tiền còn lại là 107.514.000 đồng. Hèn đấy. Hèn quá hèn luôn đấy. 11.000 không chia về với tài sản đang có. Vâng. Câu số 3 vẫn là 3 đáp án. Xin mời. A thời Lý. Thời Lý. B thời Trần. Và C là thời Nguyễn. Rồi, em biết câu hỏi về cái gì luôn. Chắc chắn là liên quan đến lịch sử. Thì chắc chắn rồi. Ở câu này, người chơi có một cái quyền là nhân 3 là thả 3 quả bóng. Em có chọn hay không? Mày nghĩ là hôm nay bọn em cũng khá là may mắn mà đúng không? Hay là kiểu cứ liều đi nhở? Bây giờ hiện tại vòng 1 của em là nhiều tiền nhất trong tất cả các số. Ồ thế ạ? Vâng. Thế nên hiện tại mình đang có vốn rất nhiều thì tại sao lại không kiếm nhiều hơn để làm được nhiều việc hơn? Vâng. Em có chọn hay là không? Em chọn đi. Mời chọn ba quả bóng vào. Ba quả luôn. Ba quả vào một ô mà em thích. Số mấy? Số 6. Chắc chắn không mọi người? Lần này em sẽ tin khán giả. Mọi người bảo là số 6. Số 6. Em sẽ chọn vào số 6. Ba quả. Em cầm quả bóng mà khá là nặng ấy. Nặng lòng. Quả đã vào vị trí. Và bây giờ là việc của tường lửa, xin mời. Ôi trời ơi. Thôi chết rồi. Thật sự là cái này là chết thật rồi đấy. Chuông chùa Vân Bản được trưng bày ở Bảo tàng Lịch sử Quốc gia có niên đại từ thời nào nước ta? A thời Lý, B thời Trần và C là thời Nguyễn. Đã có người từng nói với Thùy Anh là rồng ở từng niên đại, từng cái thời đại ấy, nó sẽ khác nhau về cái hình dáng cũng như là cái độ mềm mại ấy. Thì cái con rồng này khá là cứng cáp. Áp lực quá Yến ơi. Nếu mang máng này, Yến tin ở mang máng của Thùy Anh. Thời Trần đi. Thời Trần đi. Thời Trần. À, đáp án cuối cùng của Thùy Anh là thời Trần. B. Thời Trần. Thời Trần là lựa chọn của Thùy Anh. Và đáp án của chương trình là quá hay nha. Ôi, anh ơi. Hay nha. Giỏi nhờ. Hay đấy. Dã man. Mời thông tin từ tường lửa. Chuông chùa Vân Bản là một cổ vật độc bản có niên đại thời Trần gắn với chùa Vân Bản ở vùng Đồ Sơn, Hải Phòng. Chuông có quai rồng đúc nổi bằng cánh sen trên các núm gõ và vành miệng. Cánh to sen cánh nhỏ phản ánh đặc trưng nghệ thuật Phật giáo thời nhà Trần. Chuông chùa Vân Bản đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia Việt Nam. Xin cảm ơn. Việc của chúng ta bây giờ là vô cùng đơn giản. Mời bóng rơi. Trời ơi trời ơi. Có chắc. Quá dữ dội thưa quý vị. 125. Yeah. 50. Quá nhiều, quá nhiều. Ôi trời ơi. Chưa đâu, còn nữa. Vẫn vui anh ạ. Vòng 3 đi rồi bay lên trên trời luôn nha. 200 triệu rồi. Số tiền hiện tại là 282.515.000 đồng.
vòng 2 kết thúc trong sự thành công mỹ mãn. Em khá là hồi hộp và căng thẳng. Còn một việc chúng ta phải làm. Chương trình mình có nên nghỉ giải lao trong ít phút đâu anh? Không, chúng ta sẽ thu hồi bóng bằng 2 quả bóng màu đỏ. Bóng bây giờ sẽ chuyển sang màu đỏ. Cảm ơn anh. Số 3 và số 7. Hy vọng là vào những ô ít tiền. Đúng để rồi. Trừ ít tiền. Và Simo là 2,5 triệu thôi. 2,5 triệu nhé. Vâng. Mời bóng rơi. Và hết đâu. Yeah. Okay. Sao hên dữ vậy? Anh ơi, hôm nay là ngày của em rồi. Hôm nay là ngày của em đấy. Và Thùy Anh nữa. Đúng vậy. 2,000 đồng bị trừ đi, chúng ta còn lại rất nhiều. 282,513,000 đồng. Yeah. Thưa quý vị, cặp đôi này quá may mắn. Cô ấy trả lời hay trong kia, ngoài đây thả cũng hay như vậy. Vòng 3 nếu tiếp diễn như thế này thì có khả năng chương trình của chúng tôi sẽ dẫn đến những tình trạng cháy túi. Vì vòng 3 rất nhiều tiền. Mời Yến cùng quý vị đến với vòng 3 của chương trình Thường Lửa. Em đang tính là 2, 3, 4, 5 để em bảo là chị Bích Phương đánh rơi nhịp 4 thì bây giờ em nhặt lại. À thế à? Thưa quý vị, chúng ta đang quay trở lại với vòng 3 của Tường Lửa. Ở vòng này, Hoàng Yến chị Bích thân mến, số tiền đã tăng lên rất nhiều. 500 triệu là vị trí cao nhất. 200, 250, 150 hay là 150, rất là nhiều. Luật chơi ở vòng 3. Mỗi câu hỏi vòng 3 sẽ có 4 phương án lựa chọn. Luật chơi tương tự vòng 2. Người ở lại sân khấu sẽ chọn vị trí để thả lần lượt 4 quả bóng màu xanh tạm ứng. Sau khi người trong phòng ban đưa ra quyết định về bản hợp đồng thỏa thuận, người ở sân khấu sẽ thả lần lượt 4 quả bóng đỏ tại những vị trí đã thả 4 quả bóng tạm ứng để bức tường thu hồi tiền. Bây giờ là lúc chúng ta bắt đầu tích lũy. Bóng sẽ chuyển sang màu xanh. Thích nhờ anh nhờ. Quả đầu tiên, em muốn vị trí số mấy? Bây giờ mình chơi thế này đi. 4 vị trí luôn đúng không anh? Bây giờ là 1 hoặc là 1, 2, 3, 4 hoặc 2, 3, 4, 5 hoặc 3, 4, 5, 6 hoặc 4, 5, 6, 7. Tùy. Nhờ anh nhờ. 4 là số 7 nhá. Số tiến, số tới. Em đang tính là 2, 3, 4, 5 để em bảo là chị Bích Phương đánh rơi nhịp 4 thì bây giờ em nhặt lại. À thế à? Ờ thế lại hay nhỉ? Anh nghĩ có được không? Được. 2, 3, 4, 5 nhờ. Nghe vỗ tay hơi nhỏ. Quá nhiều ý kiến. Lần này cũng lại vẫn quá nhiều ý kiến. Em cảm thấy không nên nghe em nữa, em sẽ nghe anh Giang. Anh Giang là 4567 đúng không ạ? Anh nói là gợi ý thôi nha, chứ anh có gì nha. Thì đấy, thì bây giờ không sao. Em sẽ theo anh, 4567. Và vị trí đầu tiên là số 4. 4. Rồi, từ từ, từng số 1. Số 4 đã vào vị trí. Hồi hộp quá. Mời bóng chơi. Ôi dồi, ôi dồi, ôi dồi. Vui, buồn. 200 triệu. 200 triệu. Số tiền hiện tại là gần 500 triệu. Đấy. 482,513,000 đồng. Đi tiếp nhỉ anh nhờ. Tiếp tục là số 5. Đấy, tiếp. Đấy. 200 là bây giờ nó số 4. Bây giờ số 5 là lên một nấc nữa đấy. Đúng rồi ạ, à. 250. Không có, là 5,000 đấy. Hả? Lên một ô nữa đấy. Số 5 đã vào vị trí. Và bây giờ mời bóng rơi. Ôi. Anh đó. Anh không cố ý. Anh đó. Anh nói chi vậy? Anh nói là lên một nấc, anh người nó lùi một nấc mà tiền lại lùi hơn 3,000, 4,000. Số còn có 1,000 à. Thôi được rồi, không sao. Chúng ta cộng thêm 1,000 đồng vào tài khoản. Hai quả. 482,514,000 đồng. Quả tiếp tục là số 6. Số 6 ạ. Biết đâu bây giờ 500, hai quả này là hạnh phúc tột độ luôn nha. Em tin anh. Mời bóng rơi. Đó, em tin anh à, em tin anh à, em tin anh à. Em đi xa quá. Cộng thêm 10 đồng vào tài khoản, số tiền là 482,524,000 đồng. Không sao. Không sao, đây là cú quyết định.
quả này em sẽ không nhìn đường bóng nữa. Em sẽ quay mặt ra đằng trước. Anh cũng không nhìn đường bóng nữa. Ok. Bây giờ em thả nhá. Vị trí số 7. Rồi, vị trí số 7. Tất cả chúng ta im lặng. Đúng rồi. Hồi bóng, rơi. Tất cả im lặng. Không phản ứng gì cả. Ủa? Cái tiếng đùng đó. Ủa sao nghe cái tiếng đùng lại nghe là kiểu 1.000, 2.000, 5.000 đúng không anh? Đó là tiếng thét. Hả? Tiếng thét nhói lòng. À, thế là ít tiền đúng không ạ? Chắc là vậy. Đấy, 10.000. 10.000. Ừ nhỉ. Nghe anh chị à? 4, 5, 6, 7 rồi. Hên chui mà. Bây giờ em trông chờ vào Thùy Anh thôi. Ba quả bóng của em đúng không? Sau khi chúng ta tích lũy tạm ứng thì có số tiền là 482.534.000 đồng. Bây giờ chúng ta đến với những câu hỏi 4 đáp án của câu đầu tiên, xin mời. Đấy, vui như Tết. Đúng rồi, em thấy cũng vẫn vui nè. A là sình, B là hàng trống, C là đồng hồ, và D là kim hoàng. Chắc là sẽ hỏi liên quan gì đến tranh. Bây giờ một quả đầu tiên vào vị trí nào? Em sẽ chọn vị trí số 6 ạ. Số 6, xin mời. Vị trí số 6, quả bóng đầu tiên, hy vọng mang lại may mắn cho Hoàng Yến CP. Và câu hỏi của chương trình là: một chú gà trống. Bức tranh này thuộc dòng tranh dân gian nào của nước ta? A làng sình, B hàng trống, C đồng hồ, và D là kim hoàng. Em mong là câu này thì anh sẽ trả lời được. Tại vì nếu anh nhìn bức tranh như thế thì ai cũng sẽ biết đây là tranh đồng hồ. Yến ơi, trúng tủ rồi. Đấy, Yến anh ơi. Thấy chưa, trúng tủ rồi. Đấy. À, hồi trước ông của mình, ông nội của mình ở Hà Đông, Hà Tây thì trong nhà thì cũng treo khá nhiều những bức tranh kiểu như vậy. Thì anh chắc chắn là kim hoàng. Ủa? Chắc chắn đáp án này luôn. Kim hoàng. Chắc chắn luôn. Kim đúng hoàng, không giống như em nghĩ. Ờ. Thế chắc là kiến thức của em không có được rộng. Em nghĩ tất cả những cái tranh như thế là tranh đồng hồ hết. Thế à? Hy vọng sẽ chính xác. Vâng. Đáp án của chương trình là... Đấy. Chính xác. Hay nhờ. Rồi. Đấy. Em đã bảo rồi mà, cho Thùy Anh vào trong đấy ngồi rồi. Chuẩn. Chuẩn luôn. Chuẩn luôn. Chuẩn luôn. Tranh Kim Hoàng là tên của một dòng tranh dân gian phát triển khá mạnh từ thế kỷ 18 đến thế kỷ 19 của làng Kim Hoàng, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Tây cũ, nay là Hà Nội. Tranh Kim Hoàng đặc trưng với nền màu đỏ, không chỉ có hình ảnh mà có những câu thơ chữ Hán được viết theo lối chữ Thảo phía trên góc trái của bức tranh. Thấy chưa? Biết chính xác luôn. Giỏi rồi. Và bây giờ, người ta đã giỏi như vậy thì mình đừng có đổ sông đổ biển. Mời bóng rơi. Thì anh có công thì Yến cũng không phụ. Yeah. Yeah. 500 triệu. Gì đấy? Ủa? Em được mà đúng không? Ai bảo? Em nhìn số tiền đi. Nhìn. 982.534.000 là của em với Thùy Anh á? Đúng vậy. Gần 1 tỷ chỉ trong vài tiếng. Còn cái gì mà kiếm tiền dễ hơn cái này nữa nào? Em ở đây chơi hoài luôn. Mọi người ơi, tiếp tục đi. Ồ. Tiếp tục nào. Quá khủng khiếp. Hay quá anh ơi. Thì anh chơi hay kinh khủng luôn. Bây giờ là câu thứ hai. Câu thứ hai. Câu số 2. Xin mời. Phong hóa núi đá vôi, và B là sụp lún địa chất, C là dung nham núi lửa, và D là nước biển bào mòn. Đây là những hiện tượng vâng. do thiên nhiên gây ra. Thì anh là sẽ biết những cái này đấy. Thì anh biết đấy ạ. Bây giờ là em có quyền nhân đôi bóng nữa hả? Đấy, tiền lại về. Em lại sờ vào cả bóng. Em đang chuẩn bị rồi mà anh. Em có quyền nhân đôi. Muốn hay là không tùy em. Tí nữa em còn được nhân ba không? Có luôn. Nhân đôi hay là không? Nhân đôi ạ. Xin mời vị trí số mấy? Dạ bây giờ ạ, vị trí số
Thôi em chọn số 3. Số 3 nhé. Số 3. Không hối hận nhé. Không hối hận. Hai quả vào số 3. Hai quả, trời ơi. Rồi, sẵn sàng. Câu hỏi của chương trình là: theo các nhà khoa học, gành đá đĩa ở Phú Yên do điều kiện gì kết hợp với hiện tượng dị ứng lực tạo thành? A. Phong hóa núi đá vôi. B. Sụt lún địa chất. C. Dung nham núi lửa. Và D. là nước biển bào mòn. Trời ơi, anh xem đây này. Xem này. Anh xem này. Sắp càng ngày câu hỏi càng khó. Vậy dung nham núi lửa thì Thủy Anh nghĩ là không phải rồi. Thủy Anh nghĩ là sụt lún địa chất. Tại vì theo cái phân tích của mình thôi là nó kiểu có cái lên cái xuống, cái lên cái xuống như thế này, thì là vì nó sụt lún địa chất ở dưới, thế nên là nó có cái sự thay đổi về bề mặt ấy, thì nó tạo thành thành hình như vậy. Thì cái đấy là cái suy nghĩ của Thùy Anh mà thôi. Thùy Anh sẽ chọn là sụt lún địa chất. B. Sụt lún địa chất ạ. Em thấy hợp lý không? Em không dám cười luôn là anh biết rồi đấy. Không dám cười. Đáp án của chương trình là không, chính xác. Đó. Vậy thì đáp án chính xác là đáp án nào? Xin mời. Đáp án đúng là C, dung nham núi lửa. Theo các nhà nghiên cứu khoa học, gành đá đĩa Phú Yên được hình thành khi núi lửa phun trào dung nham xuống biển. Dòng dung nham này khi gặp nước lạnh đông cứng lại cùng với hiện tượng dị ứng lực nên toàn bộ khối nham thạch bị rạn nứt đa chiều, tạo nên cảnh quan kỳ thú. Xin cảm ơn. Thì cuối cùng này là đáp án mà không ai nghĩ là cái đáp án đó. Và bây giờ hai quả bóng nguy cơ sẽ nhiều hơn là một quả. Mời bóng rơi. Có chơi có chi không sao hết. Trời ơi trời ơi. Năm trăm. Thôi không sao. Lẽ 1.000. Không sao anh ạ. Không sao vì còn nhiều tiền. Đúng, em có 900 mấy chục triệu cơ mà đúng không? Số tiền còn lại là 482.533.000 đồng. Mới còn gần nửa tỷ liền. Thời tiếc đấy, nhưng không sao. Bây giờ còn lại câu hỏi cuối cùng. Sẽ có 4 đáp án để lựa chọn. A. Berlin, Đức. B. Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. C. Tehran của Iran. Và Madrid của Tây Ban Nha. Cái này giống như kiểu hỏi về bóng đá nhờ anh nhờ. Không, anh không nghĩ vậy. Thế à? Em. Sao hả? Có quyền được chọn 3 quả bóng, chọn hay là không? Em chọn chứ. Thế lúc nãy em mất tận 500 triệu rồi cơ mà. Bây giờ em chọn. Nhân 3. Vào vị trí số mấy? Em sẽ chọn số 5. Xin mời. Em nhớ như em chọn số 5 hơi ít. Thế em chọn số 5 đi. 4, 5, 6, 7 lúc nãy là của anh đúng không? Ôi, ba quả bóng cuối cùng. Hãy làm nên kỳ tích ngày hôm nay. Uống Blasibo. Và thông tin gì sẽ được đưa ra để hỏi? Xin mời. Ôi trời ơi. Công trình kiến trúc này là biểu tượng của thủ đô quốc gia nào trên thế giới? A. Berlin, Đức. B. Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. C. Tehran, Iran. D. Madrid, Tây Ban Nha. Em chưa đi mấy nước này. Thì anh đã từng đi Ý, đi Pháp, đi Nga, đi Nhật, đi Hàn. Nhưng bốn nước này thì chưa đi nước được. Đấy. Ây... Thì anh đã từng đi nhưng chưa đi bốn nước này. Công trình kiến trúc này thực ra nhìn nó rất là lạ nhá. Nó không có thuộc về châu Âu ha. Tehran, Iran là mình không có tìm hiểu bao giờ cả. Thì mình nghĩ đó, mình sẽ chọn Iran. Tehran. Chắc là không phải kiến trúc Iran rồi đó. Em cảm thấy rất là hồi hộp luôn ý. Nãy giờ chơi cứ như kiểu là chưa chơi, bây giờ mới là bắt đầu cuộc chơi ấy. Đáp án của chương trình đúng hay sai? Chính xác. Đúng luôn. Ghê nhỉ. Tháp Azadi có tên gọi khác là Tháp Tự Do, là một công trình kiến trúc độc đáo, biểu tượng của thủ đô Tehran, nước Iran. Chúc mừng nha. Ba quả màu xanh rồi. Sống rồi. Sống rồi. Và bây giờ mời bóng.
Rồi. Ủa, sao nghe nó trèo. Sao nó cứ kiểu không có vui vẻ lắm ấy nhở? Đúng không anh? Ôi, cái gì? Tài khoản hiện tại là rất may mắn. Hồi nãy vừa mất 500 thì bây giờ lấy lại ngay. Anh thấy không? Câu đầu được 500, câu sau mất 500, câu không sau tin được. Lại được 500 nữa. Không tin được luôn. Wow, ngày hôm nay là cái nghề gì? Em với lại Thùy Anh là một cặp đôi chính xác là may mắn và tâm linh tương thông. Thế hả? Ờ. Em thấy là tại vì Thùy Anh nó giỏi ấy chứ. Đấy, em cũng may mắn, bàn tay nghệ thuật thả vào đâu là dính tiền vào đấy. Chưa, sướng quá. Thì Thùy Anh còn nói với em, cũng một cái suy nghĩ giống em đó chính là xé bản hợp đồng để cho chương trình thêm kịch tính. Đây là hợp đồng, chúng ta sẽ chuyển vào trong cho Thùy Anh. Dạ. Vứt cả mình. Thùy Anh rất là giỏi, trả lời được 4 trên 6 câu hỏi. Nếu mà ký là gần 80 triệu đồng, hiểu không? Dạ. Còn không ký, xé hợp đồng, nhận được số tiền ở đây sau khi chúng ta thu hồi bóng. Lúc nãy Thùy Anh bảo với em là khi nào mà có hợp đồng ấy thì muốn xé hay là muốn giữ. Thì em bảo là cái đấy Yến cũng không biết chắc chắn được. Thì Thùy Anh có nói với em, cũng một cái suy nghĩ giống em đó chính là xé bản hợp đồng để cho chương trình thêm kịch tính. Rất nhưng, nhiều, đúng, nhưng. Nhưng, bây giờ thì anh đâu có biết được số tiền của em ở ngoài này là bao nhiêu đâu anh. Chính xác. Và tính thì anh thì em nghĩ là kiểu sẽ rất là sợ ấy. Em cũng không biết nữa, chắc là sẽ. Hãy nhìn lên màn hình. Nếu đồng ý ký vào bản giao ước này, bạn sẽ nhận được giải thưởng tương ứng là 57.519.000 đồng Việt Nam. Và tổng số câu trả lời đúng của vòng 2 và vòng 3 nhân với 5 triệu đồng. Nếu xé bản giao ước này, bạn sẽ nhận được giải thưởng tương ứng, giải thưởng bằng tổng số tiền giành được sau 3 vòng chơi. Tương ký. Tương ký Thùy Anh ơi. Ủa, sao tắt? Việc ấy được làm trong thầm lặng và không một ai biết cả. Tại số tiền ở vòng 1 của mình cũng khá là cao, nghe đồn là cao nhất trong các hợp số trước đây thì cũng khá là tiếc. Thì nếu bây giờ mà mình trả lời được đúng 6 câu thì sẽ được gần 90 triệu. Mình thực sự là mình chắc chắn có 2 câu thôi à, thì sẽ được thêm 10 triệu. Ngoài kia thì có những cái ô mình vừa mới hỏi được là có những ô là 100 triệu, 200 triệu, 500 triệu. Nhưng bên cạnh đó là những ô 5.000 đến cả 1.000. Nếu mà mình, tại vì mình chắc chắn có 2 câu, hay tính là 3 câu đi, thì cái xác suất cũng được ta. Nhỡ đâu được 1 tỷ, 2 tỷ thì sao ta? Chúng ta sẽ chờ đợi hợp đồng được chuyển ra cho mình. Chưa bao giờ thấy trả lời được câu hỏi mà lại áp lực như thế này. Ôi, mong đây là một quyết định sáng suốt. Thưa quý vị thân mến, giây phút kịch tính nhất của chương trình là từ thời điểm này trở đi. Hiện tại chúng tôi đã nhận lại được hợp đồng của Thùy Anh, nhưng không biết cô ấy xử lý như thế nào. Chuyện đó khoan vội hãy bàn. Việc bây giờ là đến với 4 quả bóng màu đỏ. Quả đầu tiên là số, mời cầm bóng. 4567, nhớ không? Dạ, em nhớ. Số 4. Vị trí số 4, bóng đã sẵn sàng. Mời bóng rơi. Xin chúc mừng. 5.000. 5.000 đồng.
quá bèo bột. Ai có ai ơi, 5.000. Không là gì cả. Không là gì, đúng cả. Rồi, không là gì. Không là gì cả. Số 5. Số tiền hiện tại còn 982.548.000 đồng. Quả thứ hai. Dạ. Hy vọng số 5 sẽ mang lại may mắn cho mình. Số 5 vào vị trí. Mời bóng rơi. Trời ơi, đúng rồi. 50 triệu. Không sao. Cũng được anh ạ. Được, được, không sao. Số tiền hiện tại, hãy nhìn kỹ một lần nữa. 932.548.000 đồng. Thế nên hãy thả vào những ô thật là nhỏ. Kỹ. Số 6. Quả thứ 3 là vị trí số 6. Bóng sẽ rơi vào đâu? Xin mời. Oh, 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 oh. Đừng, 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 đừng. À, 1.000. 1.000 thôi. 150 triệu đồng. Số tiền hiện tại là chắc chắn còn tiền mang về, chắc chắn còn tiền mang về. Dù bây giờ có rơi vào vị trí 500 triệu vẫn có tiền mang về. Đúng chưa? Vẫn vui đúng không ạ? Vẫn vui. Dạ. Thả một cách vô tư. Vô tư đi. Số 7. Mời bóng rơi. Trời ơi. Anh hay quá. Em sẽ kể cho Thùy Anh nghe về câu chuyện này. Khán giả sẽ là người chứng kiến tất cả mọi thứ. Em đã lấy 500 triệu như thế nào, 500 triệu đã ra đi như thế nào, 500 triệu đã khó khăn về tay em như thế nào, 3 lần. Và 500 triệu đã ra đi vì anh như thế nào. Số tiền còn lại là 0 đồng. Không, vẫn còn 200 mấy chục triệu chứ anh. Chống đối MC, 0 đồng. Không có chuyện đó xảy ra. Số tiền còn lại là 282.548.000 đồng. Chúc mừng. Cảm ơn anh. Tình mệnh rơi vào tay Thùy Anh. À thôi chết rồi. Vẫn còn cái hợp đồng đấy. Đúng rồi. Nếu cô ấy ký là em cũng hiểu vấn đề. Em hiểu. Không ký là nở nụ cười trên môi. Vâng. Chờ đợi và tình mệnh tươi sáng của hai đứa em. Dạ. Chúng ta gặp gỡ lại Thùy Anh. Dạ. Không khí này là sao vậy? Đây là những gì Thùy Anh đã làm bên trong. Căn phòng nó như thế nào? Thì đúng như anh nói thôi, nó là một căn nhà băng. Lạnh đến mức em toát hết cả mồ hôi anh ạ. Em thấy lựa chọn của em vì Yến mà vào đó thực sự là xuất sắc luôn. Xuất sắc luôn. Dạ, xuất sắc. Mà em thấy tự nhiên vừa phải trả lời câu hỏi, vừa phải áp lực ký hay xé. Nói chung là em nhận hết à? Không có đâu nha. Ui. Ở ngoài này thả bóng cũng hơi mệt đấy nha. À vậy hả? Không có vui đâu nha. Em nghĩ là em đúng được mấy câu khi em trả lời trong phòng? Tổng 6 câu á, thì em chắc chắn là được 2 câu. Ở ngoài này mọi người đã thấy em trả lời rất là xuất sắc, rất là hay, trả lời đúng nhiều. Và con số đó mang về cho em là con số 4. 4 triệu. 4 câu trả lời đúng. 4 câu ấy hả? Wow. Yeah. Thôi đừng nói nữa đúng không? Hãy ra gặp bạn mình. Ôi cảm giác như là đi gặp cô dâu vậy. Cô ấy trả lời tất cả mọi thứ. Đến thời điểm vừa rồi cô ấy biết cô ấy đã trả lời được 4 câu. Còn lại cái việc cô ấy xé hay ký, một mình cô ấy biết. Còn lại tất cả không ai biết, kể cả anh em chúng ta đứng trên sân khấu. Và việc ký hay xé, trình bày như thế nào, tự em nói với người bạn của mình. Cảm xúc mà Thùy Anh vào trong kia là kiểu khá là cô đơn. Tại vì là trong đấy không có ai cả, toàn có máy không mà. Thì vào trong đi vào đấy... chủ đề chính được không? Mình phải từ từ, mình phải cái cảm xúc nó phải thăng hoa. Thì có phải là bọn mình đã cùng thỏa thuận với nhau trước khi chơi là mình sẽ xé đúng không? Đó mình đã thỏa thuận. Đó là trước khi chơi. Thì đó là một cái cam kết thực sự rất là chắc chắn. Nhưng
Thực sự mà nói thì Thùy Anh, tao chỉ có chắc chắn là mình trả lời đúng 2 câu thôi. Và cái xác suất ngoài này là 5.000, 1.000, 1.000, 5.000. Và o nghìn. O nghìn. Bị trừ hết là o nghìn. Nên là trong một cái tích tắc 2 tiếng liền đã suy nghĩ lại và cuối cùng là... Hôm trước chị Di mới hỏi là có tham gia được không và rất muốn làm từ thiện luôn. Chắc bằng bền vậy. Vỗ tay hả? Vỗ tay hả? Có nghĩa là đã ký hợp đồng. Đồng nghĩa với việc mang về số tiền 77.519.000 đồng. Đây là hợp đồng với chữ ký của Nguyễn Thùy Anh. Thì trong lúc mà Thùy Anh ở trong kia thì Yến ở ngoài này đã làm tốt nhiệm vụ của mình. Đó chính là chọn ngẫu nhiên những cái con số để cho bóng không có rơi được vào những cái phần tiền ít. Nhưng... Nhưng... Đúng, lại một câu nhưng. Số phận đã làm nên kỳ tích. Đã có lúc... Đã có lúc tưởng chừng như trở thành một tỷ phú là... Hơn 900 triệu. Tức là hơn 900 triệu là lúc mà được vào 500 triệu. Thì ở ngoài này, Yến đã được trải qua những cái cảm xúc thăng trầm cũng có, vui buồn cũng có, tiếc cho câu trả lời đúng của Thùy Anh mà Yến thả bóng sai cũng có. Mà lại buồn, thất vọng cho cái câu trả lời mà Thùy Anh trả lời sai. Mà lại vào đúng cái ô nhiều tiền nhất. Ok luôn. Nhưng một điều mà Yến cảm thấy buồn nhất đó chính là Thùy Anh không làm đúng cái lời hứa của mình, của hai đứa mình là xé tờ hợp đồng. Cũng đơn giản thôi, vì nếu mà em ở trong đấy thì em cũng có thể là em sẽ là người ký hợp đồng. Bây giờ cái số tiền mà còn lại cho đến khi trước khi mà Thùy Anh bước ra đây nó lên đến 282 triệu. Và cuối cùng thì anh ký hợp đồng, chúng ta chỉ còn 77 triệu. Không sao, rất tiên dương. Tại vì mình vì cộng đồng trước. Không phải, kiến thức của Thùy Anh rất là giỏi. Nếu mà Yến ở trong đấy thì thực sự Yến sẽ không thể trả lời được những câu như thế đâu. Anh nhờ, suy đoán rất là tốt. Nói chung là rất là hài lòng về lần chơi lần này. Tiếc Partner không? Rất tốt. Có không, tiếc không? Không tiếc. Tại vì mình vẫn có đủ đúng cái rồi. Số tiền để mình đi làm từ thiện đúng không? Rồi. Dù có tiếc chút xíu nhưng mà cũng rất là ủng hộ cái hành động các bạn đi làm bán cơm rồi mua máy. Rất là ủng hộ những hành động đó và dạ. Hôm nay là do mình không may mắn thôi. Chứ đâu phải là do mình không giỏi đâu. Hai bên đúng đều rồi. Rất là giỏi. Em thấy là may lắm rồi đấy. Bọn em mới mang về được 70 mấy triệu chứ không là hai đứa quá đi giỏi, cũng không thấy, luôn á. Quá giỏi, mọi người thấy cặp đôi giỏi không? 80 triệu rồi đó. Quá giỏi. Thôi công nhận là em giỏi thiệt thì anh nha. Mà ở ngoài này đây là giỏi luôn, thả giỏi luôn. Thả giỏi luôn. Chỉ có anh là không giỏi thôi. Câu chuyện đó đừng kể ở đây. Okay. Đi, kể đi. Thôi, tí mới kể ha, tí mới kể ha. Không, hãy về bật TV và xem chương trình vào lúc 20:30 tối thứ năm hàng tuần trên VTV3 đài truyền hình Việt Nam. Đúng rồi. Đúng vậy. Dạ. Thưa quý vị, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình Tường Lửa. Chương trình được phát sóng vào lúc 20:30 tối thứ năm hàng tuần trên VTV3 đài truyền hình Việt Nam. Xin cảm ơn ví điện tử Momo, siêu ứng dụng thanh toán số 1 Việt Nam đã đồng hành cùng chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào, hẹn gặp lại. Anh luôn mỉm cười mỗi khi anh sai. Ví điện tử Momo, siêu ứng dụng thanh toán số 1 Việt Nam. Tải ví Momo, nhập ví Momo, nhận ngày 500 ngàn đồng.